Xin được mến chào quý vị khán thính giả đang nghe kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, ngày hôm nay trong khung giờ phát sóng, chúng ta cùng đến với một tác phẩm truyện ngắn Gái Nghèo Chết Thảm của tác giả Ngân qua diễn đọc Minh Tuyết. Chúc quý vị khán thính giả có một buổi nghe truyện thật vui vẻ và đừng quên ủng hộ cho MC và kênh truyện bằng cách like, chia sẻ video. Điều đó sẽ làm cho chúng tôi có thêm nhiều động lực để mang lại nhiều câu chuyện hay hơn nữa tới quý vị các bạn nhé. Và không để cô dì chú bác phải đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng theo dõi chi tiết truyện ngay sau đây. Nằm khuất sau ngọn đồi đầy sỏi đá, tách biệt với khung cảnh nhộn nhịp phố thị là thôn đoài hẻo lánh. Giữa hàng chục ngôi nhà mái lá nằm san sát nhau, có một ngôi nhà nổi bật với ngói đỏ của ăn của để Huệ là gia đình lão Lâm. Lão ta vừa tròn 50 tuổi, nhưng mà trong người ngậm vẫn còn khỏe mạnh lắm. Trước đây lão sống ở phố huyện, nhưng vì một vài biến cố mà rời về thôn đoài để sinh sống, ngót nghét cũng đã hơn chục năm. Khắp cái thôn này, không ai là không biết lão Lâm Thèo. Lý do người ta gọi lão như vậy là vì ngay bên mắt trái của lão là một vết thẹo dài kéo từ chân mày xuống đến gò má. Trên đó chẳng khác gì con giun nằm vắt trên mặt. Đám con nít thấy lão thì phát xé, đứa nào đứa nấy tái mặt, không dám ngước nhìn lão. Bởi vì vẻ ngoài của lão không những ghê gớm, mà tính cách của lão cũng rất hung dữ. Vợ lão là bà Tú Béo cũng không khác gì chồng, người đàn bà nổi tiếng chua ngoa, chát chúa, nhưng lại cực kỳ thích trẻ con. Được cái nhà lão giàu nhất vùng, ấy vậy mà hai vợ chồng Lâm Thèo lấy nhau đã mấy chục năm, mãi mà chẳng có được một con nào. Bà Tú sợ mai đây khi vợ chồng bà chết đi, của cải trong nhà không biết để cho ai. Họa chăng thì người làng họ lấy mất, chớ chết rồi sao giữ được. Bà ta lo đấy, hỏi han hết người này đến người khác để tìm kiếm thầy bà, dò hỏi xem có ai chữa trị hay vái lại thế nào để có được một đứa con mà nối dõi, trai gái gì cũng được tất. Trái ngược hoàn toàn với gia cảnh của nhà lão Lâm, nhà anh Tứ lại chật vật với bảy miệng ăn. Anh lấy vợ từ lúc 19 tuổi, vợ anh là chị Nhàn kém hơn 3 tuổi, lấy nhau đến tận bây giờ đã được 22 năm, có với nhau tận 5 mật con. Tuy vậy gia cảnh lại vô cùng khó khăn, cả hai vợ chồng làm ra bao nhiêu cũng không đủ, còn để bữa no, bữa đói. Đã vậy anh Tứ lại hay say xỉn, mỗi lần như thế lại lôi chị Nhàn ra mà đánh. Trước đây anh nổi tiếng là người đàn ông giỏi giang, hiền lành, chịu thương chịu khó. Nhưng vì cái nghèo cái đói cứ vây lấy mà anh gần như sống buông thả, giao luôn số phận cả bảy người cho ông trời định đoạt. Người trong làng cứ nghĩ là vì chị Nhàn không sinh được con trai nên anh Tứ mới chán nản đâm ra tệ bạc. Cũng vì đám đàn ông trong làng cứ hay nói kháy, khinh bỉ anh nào là: con vợ mày tuy mắn đẻ đấy, nhưng mà chẳng đẻ được con trai. Lại vịt rơi, chẳng được cái tích sửa gì. Bỏ quách con vợ không biết đẻ của mày đi. Đi với tao, tao kiếm cho vài mối ngon lắm. Chẳng mấy chốc lại bòn được thằng cu. Bọn họ nói xong thì cười lên sung sướng, chẳng thèm quan tâm đến khuôn mặt anh Tứ bây giờ đã nhăn hết cả lại. Một lần nọ trong họ có việc, từ trước đến nay trong dòng họ nhà anh có quy định, nếu người nào không đẻ được con trai thì ăn phải ngồi mâm dưới, còn là chân sai vặt của cả họ. Nhiều lần có tiệc tùng, anh Tứ đều ái ngại không muốn đi, bởi có đi cũng bị người ta xỉ và cho đen mặt. Đã vậy chẳng tốt đẹp gì khi bị người này người kia xoáy vòng vòng, để sai hết cái này đến cái khác. Thằng Tứ, cái thứ nhà mày không đẻ được con trai thì ngồi dưới kia. À mà khoan đã, chạy đi mua thêm mấy lít rượu, nhanh cái chân lên. Anh Tứ lại tiêu nghiều đáp:
Tôi đi ngay đây. Ông ta dường như không muốn buông tha cho anh nên lại bổ thêm. Này nhá, việc họ việc hàng chứ chẳng phải việc nhà tôi mà mặt mũi anh hầm hầm như thế nhá. Anh Thứ mở kề lời lão trưởng họ văng vẳng bên tai, cúi mặt bò đi một mạch. Anh cũng mệt mỏi, chán nản lắm chứ. Nhưng chuyện của dòng tộc, nếu không đi thì không phải phép. Có lần anh trốn việc, tìm cớ vắng mặt thì bị trưởng họ của trách bắt phạt. Anh Đinh Văn Tứ, tôi nhắc cả tên lẫn họ của anh là để cho anh nhớ. Anh vẫn còn là con cháu trong họ, vậy mà anh không biết điều. Việc dòng tộc quan trọng thế này mà lại vắng mặt là sao hả? Có quá nhiều người đứng đó chỉ trỏ vào anh. Anh cũng chỉ biết cúi đầu mà chịu trận. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Lần sau sẽ không có chuyện đấy. Nếu sai mà biết sửa thì tốt. Nhưng mà để chuộc lại lỗi lầm với tổ tiên, anh phải làm hẳn một con lợn để cúng tổ. Anh có ý kiến gì không? Một người trong đám đông lên tiếng. Hắn tên là Lãm. Chứ sợ không thích anh Tứ. Bởi ngày xưa hắn đem lòng yêu chị Nhàn, nhưng chỉ một mực từ chối. Hắn vì không có được tình cảm của chị, đã vậy chị còn lấy anh Tứ. Dần dần hắn ghét anh ra mặt. Bản thân anh cũng hiểu nguyên nhân lý do bắt đầu từ đâu. Thừa nước đục thả câu, hắn đứng ra giữa sân mà nói lớn. Thưa mọi người, chuyện này của anh Tứ nhẽ ra phải bị đuổi ra khỏi dòng tộc mới là đúng. Nếu chỉ làm sai mà bị phạt lấy một con lợn, như thế là quá nhẹ. Rồi sau này người nào cũng như anh Tứ đây, thì còn đâu là tôn nghiêm của dòng dõi nhà họ Đinh ta nữa. Tôi nói vậy mọi người thấy sao? Thời bấy giờ nếu bị đuổi khỏi họ thì mang nhục cả đời, còn bị người ta khinh thường. Từ lúc bị trưởng họ trách mắng trước mặt rất nhiều người, anh Tứ uất ức nhưng lại không làm gì được. Thế là anh đến quán rượu đầu ngõ uống cho thật say. Khi về đến nhà trời đã tối đen. Lúc này chị Nhàn đang cho con út ăn. Thấy vợ cứ thế mắng trời mấy đứa trẻ về không chịu ăn thì khó chịu ra mặt. Còn phần chị Nhàn thấy chồng vắng mặt cả ngày lại say xỉn, chân nọ đá chân kia thì tức tối. Lão chồng chết tiệt, đi đâu cả ngày vậy hả? Cơm nước con cái thì không ai lo. Ông sướng quá rồi đấy nhỉ? Suốt ngày chỉ biết ăn với nhậu là sỏi, chẳng làm được cái tích sửa gì hết. Sẵn cơn điên ở trong người, lại nghe thêm mấy lời chỉ trích của vợ, anh sôi máu lắm. Ném thẳng chai rượu trong tay ra giữa sân vỡ tan tành. Anh hùng hổ chạy lại phía chị Nhàn, nắm lấy đầu tóc của chị giật ngửa ra sau, tiện tay tát đôm đốp vào trong mặt của vợ. Vợ đánh anh vợ nghiến răng nghiến lợi mà chửi. Con khốn này, mày dám chửi tao đấy à? Mày ngon rồi đấy, để xem hôm nay tao dạy dỗ mày như thế nào. Mỗi một câu khốn kiếp, chó má là một cú đạp cú đấm xuống thân thể chị Nhàn. Mới xào đầu chị còn chống trả, nhưng sức lực của chị làm sao chống chọi nổi. Mấy đứa con gái thấy mẹ bị đánh chạy lại can, có đứa thì bị xô cho ngã xúi xùi, có đứa vì ôm lấy mẹ bị đòn thay. Miệng đứa nào đứa nấy gào khóc xin cha tha cho mẹ nó. Chồng thấy cảnh đấy ai mà không thấy tội nghiệp sao được. Sau khi đánh chửi cho thỏa cơn tức ở trong người, anh chỉ thẳng vào mặt vợ mà cảnh cáo. Khôn hồn, giữ mồm giữ miệng đấy. Để tao mà nghe thêm mấy lời như thế nữa, đừng có trách tao. Đồ đàn bà ngu. Chị Nhàn nằm quằn quại giữa sân vì đau đớn. Hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Chị đau lòng lắm, đau luôn cả thể xác. Chẳng biết từ khi nào mà chồng chị từ một người đàng hoàng tử tế nay lại cổ súc vũ phu như vậy. Cũng từ đó mà chị Nhàn cam chịu. Thấy chồng có nhậu say cũng chẳng dám lên tiếng, bởi chị cũng sợ đánh, sợ mấy đứa con bị tổn thương. Nhưng anh Tứ hình như không chịu hiểu, cớ thấy mấy mẹ con chị lại tức tối. 3-4 ngày căn nhà mái lá lại nhốn nháo về tiếng cái cò, chửi bới. Người trong thôn cũng ngán ngẩm, rồi ai cũng làm ngơ. Có người lại trách chị Nhàn sao mà ngu ngốc cứ mãi mà chịu đựng như vậy. Con đen là chị cả, năm nay đã 18 tuổi. Nó thấy cảnh bố mẹ đánh nhau thì buồn chán.
Có lần nó tức quá mới ném thẳng con dao về phía cha nó. Nó nắm chặt tay thành nắm đấm, lớn tiếng: "Dao đấy, cha muốn đâm muốn chém thì cứ việc đi. Suốt ngày say xỉn rồi về đánh đập hành hạ vợ con, cha không biết nhục hả cha? Mẹ con có làm cái gì sai không mà cha hết lần này đến lần khác đòi đẩy như vậy? Nếu là vì chuyện không đẻ được con trai, đâu phải lỗi một mình mẹ con. Cha lớn rồi đấy, đừng nghe mấy lời nói của người ta rồi về nhà mà làm loạn. Cha có giỏi thì mắng chửi, chỉ thẳng vào mặt những người khinh thường cha ấy." Có lẽ đây là lần đầu tiên cái đen nó nói ra những lời đau lòng như vậy. Từ nhỏ dù gia đình nó nghèo khó, thiếu ăn thiếu mặc, nhưng chúng nó được mẹ dạy dỗ đàng hoàng về lễ nghi phép tắc. Nhưng đến hôm nay, cha nó có quá đáng rồi, vô lý, nó đã phá bỏ hết mọi thứ, phá bỏ quy tắc, đạo lý làm con mẹ nó ngày đêm nhắc nhở. Điều nó muốn là thay mẹ nó lên tiếng, để cha nó hiểu những gì cha nó làm trong thời gian qua là sai trái. Nhưng nó đâu có ngờ, những gì nó nói ra không những khiến anh Tứ không hiểu mà còn thay đổi, ngược lại còn phát điên hơn. Khi cái đèn vừa dứt câu, đã ăn ngay một cái tát trời giáng của cha nó. "Giỏi, giỏi lắm, nuôi mày lớn để mày chờ mặt mà dạy đời tao." Cái đèn ôm một bên má bị tát đỏ ửng, trợn mắt lên. "Con không dám dạy cha, nhưng cha thường nghĩ xem, từ khi nào cha trở nên tệ hại như vậy? Trước đây gia đình mình có đói có khổ, cũng đâu đến nỗi lụng độn như bây giờ." Đúng là lúc nóng giận, người ta không phân biệt được đúng sai phải trái. Anh Tứ chẳng thèm để ý những lời con gái nói. Anh còn định nhào đến, đánh cho nó mấy cái, thì bị chị Nhàn ngăn lại. Chị quỳ rạp xuống đất, cầu xin chồng: "Mình ơi, tôi xin mình đây. Còn nó còn dài, chưa hiểu chuyện. Có gì mình cứ tự tử mà nói." Cái đèn nó mặc kệ mẹ nó van xin như thế nào. Hôm nay dù có bị đánh chết, nó vẫn phải nói cho cha nó tỉnh ngộ ra. Anh Tứ nóng này không chịu được đả kích từ con gái, trên tay cầm lăm lăm con dao, chĩa thẳng vào cái đen. Chị Nhàn sợ quá liền kéo con ra sau. Ba bốn đứa trẻ còn lại cũng chạy lại giữ chặt lấy cha của nó. Tiếng chửi bới quát tháo, tiếng la khóc cầu xin vang dội cả một phòng. Ai đi qua cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Thấy tình hình có vẻ căng, sợ xảy ra án mạng, nên một vài người đàn ông trong xóm vội chạy vào can ngăn. Trong đó cũng bao gồm những người đã từng dùng lời nói khó nghe khiêu khích anh Tứ, khiến anh mới thành ra như thế. Tuy vậy, gia cảnh nhà anh bây giờ chỉ làm thêm trò cười cho họ, chớ chẳng ai thấy hối lỗi về những lời nói tưởng chừng như bông đùa của mình. Đôi ba người đứng đấy còn cười nhạo, có người còn độc địa mà khuyên: "Chúng mày can làm mẹ gì? Thằng Tứ nó nhát lắm, chỉ giỏi chửi thế thôi, chứ chẳng dám ra tay đâu." Ai nghe thấy cũng nhíu mày khó chịu, bởi ông Tình là người chuyên thêm dầu vào lửa. Hễ nhà ai có chuyện gì, lão liền chen vào, không nói được một lời hay ho. Nên hầu như khắp đầu làng cuối xóm, chẳng ai thèm giao du với lão. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng anh Tứ cũng chịu buông dao. Hai ba người đàn ông phải dỗ cho anh ngủ rồi mới yên tâm về nhà. Lúc đi ngang qua cái đen, một người trong đám còn dúi lên trán nó một cái: "Có lớn mà chả có khôn, ai lại đi cãi với người say làm gì, khổ thân ra." Nó nghe như vậy tức lắm. Khi đen định bật lại, chị Nhàn đã vội ngăn. Chị lúc nào cũng như vậy, chịu đựng nhẫn nhịn. Mà dù biết những người đó là những kẻ chuyên lấy chuyện nhà chị ra để bàn tán khiêu khích chồng, nhưng ngoài mặt chị vẫn gượng cười, cúi đầu cảm ơn họ cho phải phép. Xong xuôi đâu đấy, chị cùng cái đen đi vào trong bếp nấu thức ăn cho đám trẻ. Nhưng đồ ăn ngon giờ có ngon đến đâu, cả sáu mẹ con cũng chẳng thể nào nuốt nổi. Con Nhị, con Tam vẫn còn thút thít mà khóc. Chị Nhàn thấy các con như vậy, ruột gan quằn thắt lại. Chị lại thầm cầu trời khấn Phật cho anh Tứ chồng chị tỉnh ngộ ra, trở lại là một người cha hiền lành, mẫu mực. Nhưng có lẽ đó chỉ là ước mơ của chị và các con thôi.
Anh thớ ngày nó, nay còn đâu. Còn gặp những con người chuyên đặt điều. Ngày đó, mấy mẹ con chỉ còn khổ. Trái ngược với cảnh ồn ào nhà anh tứ, nhà lão Lâm Thèo lại khác. Hai ông bà lầm lũi, chui ra chui vào căn nhà to lớn. Đôi khi thèm có một vài đứa trẻ cho vui cửa vui nhà. Bà Thố mỗi lần đi ngang qua nhà chị Nhàn, nhìn thấy mấy chị em cái đen chơi với nhau lại khao khát. Bà đã nhiều lần mang bánh trái qua nhà cho chúng nó. Chị em cái đen thấy bà Tú thì khoái lắm. Nhưng nếu lỡ gặp ông Lâm thì lại sợ tái mặt. Lão không có con đã đành. Đã thấy nhà người ta đề huề lại ghen tức. Hôm nay trong lúc ăn cơm, bà Tú nhìn thấy cảnh mấy mẹ con chị Nhàn bị chồng đánh đập thì chua xót. Bà lắc đầu ngán ngẩm. Tội nghiệp. Lão Lâm thấy vợ gầy gầy cơm trong bát, chớ chẳng ăn miếng nào, cau mày khó chịu. Chuyện nhà người ta, bà xía vào làm gì? Bà Tú gác đũa lên chén, hất mặt về phía ông chồng. Cái ông này buồn cười. Đàn ông đàn an gì hở ra là tự ái. Đã vậy còn làm khổ vợ con. Gặp cái Nhàn đấy, chứ gặp tôi bỏ quách cho rảnh nợ. Mấy hôm sau, anh tớ vẫn chứng nào tật nấy. Cớ nhậu say lại chạy bới om sòm. Cả ngày hôm nay chưa có gì bỏ bụng nên đói cồn cào. Thứ cồn trong bụng đang sôi lên sồn sục khiến cho anh khó chịu. Định bụng về nhà sẽ bắt vợ nấu cháo. Giờ chỉ có cháo mới nuốt nổi thôi. Anh Tứ loạng choạng bước đi trên con đường làng. Mặt trời đã khuất sàng phía sau ngọn đồi xa. Trời dạo này nắng mưa thất thường nên cơ thể chị Nhàn mỏi nhừ. Cũng một phần từ khi sinh con xong, chị chẳng được nghỉ ngơi gì nhiều vì sợ chồng vất vả. Nên khi vừa ra tháng, đã vác cuốc ra đồng làm việc, nắng mưa cũng không quản ngại. Đèn và Tam thì tất bật đi đốn tre để về đan lát. Còn cái Nhị thì bưng sổ ra phía sau hồ cá, cắt sau về cho lợn. Nó đâu hay biết mẹ ốm, nên cứ vô tư cắt cho nhiều rau, đến chập tối mới về. Anh tớ vào đến sân, thấy con út đang bốc cát giữa sân. Còn con sâu thì chồng đít lên mà thổi cơm, nhỏ nồi dính hết cả lên mặt. Anh tớ lại hét lớn. Đâu rồi? Đâu hết rồi? Cơm nước xong xuôi hết chưa? Mau dọn ra đây. Con út đang chơi, nghe thấy tiếng cha quát, giật mình khóc ré lên. Anh lại càng tức tối hơn. Im đi, khóc lóc cái mẹ gì? Con mẹ mày đâu rồi? Ra đây. Con sâu cũng sợ quá, liền chạy ra rốt rảnh em. Nó bê thốc cái út lên hông, rồi run rẩy mà bảo. Dạ cha, cơm con nấu sắp xong rồi, đợi lát nữa con dọn lên cho ạ. Mẹ mày đâu? Dạ mẹ ốm nên đang nằm nghỉ ở trong buồng. Anh tứ lại hừ lạnh. Ốm đau cái đếch gì, vô tích sở. Nói xong anh hất hàm ra lệnh cho con sâu vào trong bếp chuẩn bị bữa ăn. Đánh chén đòn nê lại nằm vật ra giường ngủ ngon lành. Một lát sau Đen Nhị Tam về đến. Cái Đen hỏi ra mới biết mẹ ốm. Nó sai em nấu cháo, chạy đến nhà thầy lang bốc thuốc. Một mình nó vừa cho lợn ăn, rồi chạy đi chạy lại chăm nom cho mẹ. Vất vả cả đêm chẳng ngơi tay. Nó điên tiết nhìn sang bên cạnh, thấy cha nó đang ngủ, điệu bộ vô cùng bình thản. Nó hận lắm, hận anh Tứ. Nó định bụng bóc cổ cho cha nó chết đi. Có vậy mẹ con nó mới thôi chịu khổ. Nghĩ là làm, nó từ từ tiến đến chỗ anh Tứ, đưa đôi tay gầy gò chai sàn lên cổ của anh. Nhưng Đen chưa kịp ra tay đã bị cái Nhị ngăn lại. Chị Đen, chị làm cái gì vậy? Cái Đen uất hận nhìn người sinh ra nó, quay lại nhìn em gái. Chị muốn ông ta phải chết. Con Nhị sợ lắm. Nó nhìn thấu được ánh mắt giận dữ của chị gái. Đôi lần nó thấy mẹ bị đánh, cũng từng ao ước rằng cha nó chết đi, thà nó không có cha còn hơn. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, chứ nó chẳng can đảm để mà ra tay. Dù sao, đó cũng là cha của nó mà. Không chị ơi, chị đừng làm thế. Mẹ biết sẽ đau lòng lắm. Nếu ông ta còn sống, mẹ sẽ vui vẻ chắc. Em cũng đã tưởng như chị, nhưng em không muốn chị em mình mang tiếng mồ côi.
em không muốn tay em hay tay chị bị nhốm chàm đâu. Bao nhiêu can đảm của đen nhờ tan biến đi. Nó không dám ra tay, bởi nó nhận thức được giết người là sai trái. Đằng này, người nó muốn giết lại là cha của nó. Cứ như vậy, hai chị em nó lại ôm nhau mà khóc. Chị Nhàn nằm trong buồng đã nghe thấy tất cả. Chị đau lòng, cõi lòng như bị xé nát. Nếu sinh được con trai, thì chị và mấy đứa con đâu phải chịu khổ như thế này. Chị thương mấy đứa con bao năm qua đã chịu nhiều khổ cực. Chị thấy có lỗi với chúng lắm. Hai hôm sau, sức khỏe của chị Nhàn cũng nhanh chóng bình phục. Vào mùa vụ nên mẹ con chị phải dậy sớm để cày cấy. Nhưng đến giữa trưa, thấy nắng nóng mà cơm nước chưa ai lo, nên chị bảo cái đen cùng con nhị về trước. Tranh thủ bảo con Tam đi vòng vòng cắt sau, còn chị thì gắng cấy nốt mấy chỗ còn lại để chiều kịp bón phân. Mấy đứa xong việc thì về nhà nấu cơm luôn nhá. Đói thì cứ ăn trước đi, không cần chờ mẹ. À, đợi cơm sôi thì chắt lấy nước, rồi pha một chút đường cho cái út nó ốm. Nhớ chưa? Dạ, chúng con biết rồi. Mẹ mệt quá thì về nha mẹ. Đừng cố làm rồi lại bị bệnh ra đấy. Mẹ biết rồi mà. Thôi, mau về đi kẻo chưa. Ông trời thật biết trêu người khác. Trong lúc chị Hàn lối húi cấy lúa, bất ngờ một bàn tay thô ráp thô lỗ bóp lấy mông của chị. Chị Nhàn giật mình quay lại, buồn dây chân quá trơn nên ngã nhào ra giữa ruộng. Lúc này chị hất nón lên mới thấy người vừa sàm sỡ mình là lão Lâm. Chị Nhàn tức tối mở quát. Chà, cái thằng già mất nết. Ban ngày ban mặt, anh làm cái gì thế hả? Có tin tôi la lên cho mọi người nghe thấy không? Hắn mỉm cười khoái chí. Ấy, em làm gì mà nóng thế? Khiếp, là anh Lãm đây chứ ai? Thấy em cày cấy vất vả nên muốn xuống phụ một tay thôi mà. Hắn vừa nói vừa cầm lấy bó mà trên tay chị Nhàn, rồi cố tình lần mò nắm chặt lấy tay của chị. Chà, em xem kìa, tay chân lấm bết hết rồi. Mà cái thằng Tứ cũng kỳ, ai đời lại để vợ vất vả như thế? Hồi trước em nghe lời cha mẹ lấy anh thì có phải sung sướng không? Có khi cha mẹ em không tức giận mà chết ấy chứ. Quay lại 20 năm về trước, ngày đó chị Nhàn một mực đòi cưới cho bằng được anh Tứ, mà cho cha có khuyên nhổ thế nào chị cũng không nghe. Mẹ chị qua đời khi chị vừa lọt lòng, một mình ông Đông ngửa về nuôi con. Hai cha con cứ thế nương tựa vào nhau mà sống. Mãi đến khi 16 tuổi, ông Đông mới tính đến chuyện hôn sự cho con gái. Ông cố gắng nhờ hết người này đến người kia để hy vọng tìm được cho chị Nhàn một mối ngon. Sau này cuộc sống của con cũng bớt phần vất vả. Lúc bấy giờ chị Nhàn nổi tiếng là xinh đẹp. Hầu hết đàn ông trong làng đều để mắt. Có người còn đem cầu cao qua, dặm hỏi, nhưng chị chẳng chiều ai. Mấy đứa con gái bản tuổi chị thấy vậy thì trướng mắt. Lãm hồi đó cũng phải gọi là công tử nhà giàu, nhưng nổi tiếng sở khanh, không biết bao nhiêu đàn bà đã qua tay lão, và chị Nhàn cũng không thoát khỏi tầm ngắm của lão. Nghe tin thôn Hà có cô gái xinh đẹp, đoan trang thủy mị, thể sáng cả mắt, lão bằng mọi giá phải có bằng được chị Nhàn. Dù qua năm lần bảy lượt Nhàn đều không đồng ý, ông Đông khuyên nhủ con gái hết lời cũng không khả quan. Thể ra chị Nhàn đã có ý trung nhân, chính là anh Tứ của hiện tại. Gia cảnh của anh Tứ thì không khá giả, nhưng được cái ngoan hiền. Ông Đông biết chuyện tức lắm. Cũng vì chuyện này, ông ốm mấy tháng trời rồi qua đời. Hôm ông Đông vừa mất, chị Nhàn mấy lần còn nằm mơ, thấy cha mình về trách mắng. Nhất là lúc sinh cái đen ra, con bé đau ốm triền miên, thuốc than đổ vào nhiều vô kể, chẳng thuyên giảm. Cớ đến chiều tối nó lại sốt, có khi sốt cao quá thì co giật. Hết cách, chị liền sang nhà thầy Pháp để hỏi xem con gái cô xính phải phần âm hay thật không. Mà quả thật, cái đen đã bị ông ngoại nó của trách. Lần đó gia đình chị phải làm lễ tận 3 ngày liền, ông Đông mới tha cho. Từ đó cái đen cũng dần khỏe lại, không còn đau ốm triền miên như lúc trước nữa. Anh chị Nhàn cũng yên tâm mà làm việc. Còn về lão Lãm, hắn không có được chị Nhàn
chuyển sang cay cú anh Tứ. Dù sao anh cũng là người cùng họ. Vậy là hết lần này đến lần khác, hắn đã gây hấn với anh. Trở lại với Thừa Tài, dù chị Nhàn có khổ vì không sinh được con trai, khổ vì bị chồng đánh, nhưng chị chưa bao giờ hối hận, bởi chỉ có niềm tin rằng một ngày nào đó, anh Tứ sẽ thay đổi. Còn về Lão Lãm, hắn ta xưa nay là một tên sở khanh mà đàn bà trong thôn ghét cay ghét đắng. Còn mụ vợ của hắn cũng chẳng kém cạnh, mụ ta biết trầm trăng hoa nhưng lại không quản được chồng. Bà ta quá đáng cho rằng đàn bà khác mê hoặc, dỗ dỗ chồng mình nên say tận mặt, chửi bới người ta không thương tiếc. Chị Nhàn sợ người khác hiểu lầm, liền lùi lại phía sau. Chị trợn mắt lên mà quát. Bác Lãm, dù sao bác cũng là một người trong họ với chồng tôi. Bác lớn rồi, làm cái gì cũng nên suy nghĩ trước sau. Xin bác giữ tựa chồng cho. Hắn ta lại bật cười. Tự trọng á? Tự trọng là cái gì anh chẳng biết. Cùng họ thì sao? Chiều anh đi, cuộc sống của em sau này sẽ vất lên như diều gặp gió. Bỏ quái cái thằng chồng khố rách ao ôm đó đi, bầy vịt rời vô tích sử của em. Chúng ta sẽ đi nơi khác sống, em thấy có được không? Khốn nạn, anh đừng nghĩ ai cũng chó má như anh. Phiền anh Đinh Văn Lãm, tránh ra dùm. Hắn lì lợm không rời đi, tổng bước tiến lại chỗ chị Nhàn. Chị sợ quá liền với lấy con dao cắt cỏ trên bờ rồi ham xòa. Đứng yên đấy, mày mà tới đây, tao chém mày chết ngay đấy. Lúc này đúng lúc anh Tứ đi tới, hơi men trong người vẫn còn chánh choáng. Trong cặp mắt mờ nhòa của anh phía đối diện là cảnh rượt đuổi tình tứ của chị Nhàn với một người đàn ông khác. Anh đã cho rằng vợ ngoại tình thì tức tối lắm, ném mảnh chai rượu xuống bên đường, miệng hét lên. Mẹ kiếp, đồi sàn phu dâm phụ, chúng mày, ban ngày ban mặt mà chúng mày làm cái chó gì vậy? Chị Nhàn thấy chồng thì mờn mờn tủi tủi, vội chạy lại phía anh Tứ. Nhưng chị chưa kịp lên tiếng thì ăn ngay một cái tát như trời giáng. Khốn kiếp, mày định lén lút với thằng nào? Để xem hôm nay tao sửa đôi cầu nam nữ chúng mày như thế nào nhá. Anh Tứ nói xong liền nắm lấy tóc của vợ, liên tiếp vá bùm bốp vào trong mặt chị, rồi dùng chân đạp lên thân thể của chị Nhàn. Khốn kiếp. Trong lúc đó Lão Lãm đã vội tẩu thoát. Hắn vừa sợ bị đánh, vừa sợ mất mặt, nên ba chân bốn cẳng chạy đến mất hút. Phía sau vẫn còn vang lên tiếng chửi phà đánh đập. Mặc kệ chị Nhàn van xin như thế nào, cơn giận trong lòng anh Tứ đã lên tới đỉnh điểm. Đến khi chị Nhàn không chịu được nữa, bất tỉnh nhân sự. Thấy chị không nhúc nhích, anh ta bắt đầu sợ hãi. Bao nhiêu men ở trong người dường như đã bay sạch. Anh Tứ nhìn cơ thể ốm yếu của người vợ anh đã từng yêu thương, đột nhiên dấy lên một niềm chua xót. Hai hàng nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Anh Tứ ngồi xuống bên cạnh vợ, ôm vợ vào trong lòng. Anh bế chị trên tay, chậm rãi bước từng bước về nhà. Chị Nhàn bị đánh đến kiệt quệ sức lực, toàn thân ê ẩm không nhấc nổi. Cảm nhận cả cơ thể nhẹ bẫng vì được anh bế trên tay thì xúc động lắm. Mấy đứa con thấy cha bế mẹ trên tay lại sợ hãi. Cái đèn vừa chạy ra, nó lo lắng. Cha, cha lại làm gì mẹ đấy? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có sao không? Anh Tứ mặc kệ lời hỏi han của con gái, cứ thế bế thẳng chị vào trong buồng. Cái đèn tức tối không chịu nổi, buông tha cho cha nó. Cha ác lắm, sao cha cứ thích làm khổ vợ con vậy? Nó định nói tiếp cho thỏa cơn tức đang dâng trào, nghe thấy tiếng ho của mẹ, chị Nhàn khó khăn mà gọi. Đèn, đèn ơi, lấy cho mẹ một cốc nước. Nó nhìn anh Tứ chằm chằm, hai con mắt liếc liếc trợn trừng, rồi dứt khoát chạy vào trong buồng. Nó hỏi mẹ. Nước của mẹ đây. Mẹ à, lại xảy ra chuyện gì? Mẹ không sao, mẹ mệt quá nên té xuống ruộng thôi. Con giúp mẹ thay quần áo nhá. Nó vừa khóc vừa giúp mẹ thay quần áo. Đèn tá hỏa khi thấy cả người mẹ nó thâm tím, nó rưng rưng nước mắt. Mẹ, mẹ nói thật cho con biết đi,
có phải ông ta lại đánh mẹ không? Kìa Đen, mẹ tự ngã mà. Tự ngã ư? Còn 18 tuổi rồi đấy. Mẹ thử hỏi con sâu xem, có ai bị té mà bầm dập toàn thân như thế này không? Chưa để chị Nhàn nói thêm nữa, nó liền chạy ra bên ngoài, kéo ủ anh Tứ vào trong đó. Sau đó vạch lưng vạch thay chân của chị ra cho anh xem. Nó lại trừng mắt mà hỏi. Cha nhìn đi, cha vừa làm gì mẹ tôi vậy hả? Chị Nhàn mất kiên nhẫn liền quát con, và chị cũng nhận thấy ánh mắt hối lỗi của chồng. Điều đó càng cho thấy những gì chị hy vọng bấy lâu nay là đúng đắn. Anh Tớ đứng đó trầm ngâm một hồi, buồn bã đến chiếc giường nằm xuống. Hôm sau, cái Đen thấy chị Nhàn chưa khỏe hẳn, nên bảo mẹ ở nhà, còn mình cùng các em sẽ đi cấy thay cho mẹ. Nhưng chị không chịu, nặng nặng đòi đi cho bằng được. Cái Đen cũng không thể nào làm khác. Đợi đến khi vợ con đi hết rồi, chị lại con Sâu và con Út ở nhà. Nó thấy cha vội bế em đi trốn. Anh Tứ cũng nhìn thấy vẻ sợ hãi của các con. Anh bước tới chỗ con Sâu, vuốt tóc nó rồi hỏi han. Ăn sáng chưa? Chồng em cho cẩn thận nhé. Con Sâu run rẩy. Rất lâu rồi nó mới nhìn thấy cha nó tỉnh táo và đối xử với nó nhẹ nhàng như vậy. Nó lại đáp. Dạ, con ăn rồi. Anh Tứ nhìn nó gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Sau cái đêm cãi nhau ầm ĩ, sáng ra thấy mấy đứa con tất bật ra đồng cùng mẹ. Đứa nào cũng vì thiếu ăn mà gầy gò, nhưng lại là những đứa trẻ hiểu chuyện. Thấy cảnh vợ con bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, lòng anh có một chút xót xa. Cái hàng rào nhà anh ngày trước làm bàn tre, giờ cũng vì mưa gió khiến nó nghiêng ngả. Vườn vài vài cái cho giãn gân cốt, anh quyết định cầm dừa ra sau rừng, đốn vài cây tre già về dựng lại cái hàng rào. Đến chiều tối, mấy mẹ con tới sân nhà sạch sẽ, cái hàng rào ọp ẹp cũng đã được đổi mới thì ngạc nhiên. Con Sâu thấy mẹ cùng các chị về đến cổng, nó bồng con Út mà chạy ra. À, mẹ về, mẹ ơi, mau vào nhà đi. Cha hôm nay còn tận tay xuống bếp nấu ăn đấy mẹ ạ. Chị Nhàn cùng cái Đen dường như không tin vào tai mình nữa, bởi vì đã quá lâu rồi, chị mới thấy anh tỉnh táo. Nhìn nét mặt của cái Sâu vui vẻ như thế, làm chị cũng được vui lây. Thấy vợ cùng các con đang đứng ngẩn ở ngoài sân, anh Tứ ái ngại gãi đầu gãi tai, rồi lấy cái khăn tắm móc trên xào, lo qua bụi bẩn trên mặt. Anh không dám nhìn thẳng vợ chị, cứ thế mà nói đài. Rửa ráy chân tay, rồi vào ăn cơm đi. Tôi nấu xong thức ăn cả rồi đấy. Đêm hôm đó là bữa cơm nhà anh Tứ tuy đạm bạc, nhưng lại đầm ấm hạnh phúc. Tuy nhiên, vẫn còn một chút gì đó hơi gượng gạo. Mọi chuyện cứ êm đềm như vậy, cho đến một ngày, anh Tứ về bàn bạc với chị Nhàn về việc theo một vài người đàn ông trong xóm lên phố huyện đi buôn. Chị Nhàn thấy chồng có vẻ chú tâm vào chuyện làm ăn thì cũng vui lòng. Trong cái thôn đoài này, trước đây nhà nào cũng làm nông, cày cuốc trồng trọt, nên đời sống tuy no nhưng không phát triển. Rồi cái ngày mùa màng thất bát, một vài người mới quyết định lên phố thị để làm việc. Tự làm thuê, chuyển sang buôn bán, cứ thế cuộc sống ngày một cải thiện. Duy chỉ có anh Tứ, từ lúc bị người ta xẻ biểu vì không sinh được con trai, thì lao đầu vào rượu chè nên chẳng thèm để ý xung quanh, giờ nhiều nhà đã thay đổi, chỉ có nhà anh mãi mãi tụt lại phía sau. Mãi đến tận hôm nay, sau nhiều lần suy nghĩ anh tự trấn an bản thân, dù không có con trai nhưng ông trời thương anh, ban cho anh 5 cô con gái ngoan hiền, giỏi giang. Đó chẳng phải là niềm an ủi lớn nhất đối với anh hiện tại hay sao? Những người đàn ông trước đây khiêu khích vẫn chứng nào tật nấy, thấy anh lại buông lời kém hay. Nhưng thấy anh Tứ có vẻ chẳng thèm để tâm, họ cũng thôi, không muốn nói thêm nữa. Bàn xong với vợ, ngày mai anh quyết định lên đường. Trước khi đi, chị Nhàn còn đặc biệt chuẩn bị cho anh một vài bộ đồ, một ít xôi nếp gói trong cái lá chuối, một ít lương khô và tiền để anh đi đường. Ngày hôm đó bầu trời đang nắng, bỗng tối sầm lại. Chị Nhàn lo lắng cho chồng đi đường,
chẳng biết có bị ướt hay không. Nhưng được một lúc trời lại tạnh, chị lại cùng các con ra ruộng cày cấy. Cái đèn là chị cả, ngoài việc phụ mẹ cấy lúa ra, còn đan thêm đồ che nữa bán để kiếm tiền. Ở đây con gái hầu như không được đi học. Cả cái thôn này, chỉ có con trai mới được đến lớp. Ngặt nỗi nhà chị nhàn tận 5 đứa con gái, nên chẳng có cơ hội tiếp xúc với mặt chữ. Nhưng chị đã nhầm rồi. Cái đèn mỗi đêm lẻn đến nhà ông giáo đầu làng để học lén. Nó học được chữ nào ghi nhớ như tạc, bởi nó phải nhớ, phải học kỹ để về còn dạy cho mấy đứa em nhỏ. Ông giáo nhiều lần thấy nó thập thò ở ngoài nhưng không đánh tiếng. Có khi ông còn cố tình đọc cho to để cho nó còn nghe thấy. Anh tớ đi tầm nửa tháng thì về nhà. Lần này trông vẻ mặt anh phấn khởi lắm. Trên tay còn mua thêm một ít bánh kẹo. Bên hông là cái lồng đựng một cặp gà. Cuộc sống của anh bây giờ càng lúc càng khởi sắc. Hết sợ đói cơm thiếu mặc. Mấy đứa con trong đứa nào đứa nấy đều có da có thịt. Chị nhàn thấy chồng thay đổi cũng bớt khổ đi phần nào. Dạo đó anh tứ cùng mọi người buôn phải. Hóa ra trên huyện có lời nên cũng dành dùm được một chút ít. Anh còn để tiền xây lại căn nhà cho cứng cáp, để khi mưa gió không lo bị sột. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đềm như vậy, nhưng đã 6 tháng trôi qua, anh tứ đi biển biển không về. Mấy người đàn ông đi cùng anh 2-3 tháng thì về thăm nhà một lần. Chị nhàn thấy lạ nên hỏi: "Anh Vĩnh ơi, sao mà anh tứ nhà tôi đi đâu mà không thấy về với các anh vậy?" Anh Vĩnh thấy chị nhàn gặng hỏi lẽ ấp úng, suy nghĩ một hồi anh mới đáp: "Anh tứ đợt này chăm kiếm tiền để mở cửa hàng vải trên đấy. Tụi tôi có rủ về mà anh ấy không chịu đấy chứ. Gớm, không ngờ chồng chị lại chăm chỉ đến thế đấy. Nhất chị rồi đấy nha." Chị nhàn nghe thì nghe vậy thôi, cố gắng gượng cười với người đối diện, chớ thật tâm của chị không thấy an lòng. Nhưng dù chị có hỏi ai, người đó cũng trả lời chỉ có như vậy. Thành ra chị không biết nên tin hay là không. 6 tháng, rồi 7, rồi 8 tháng, anh tứ vẫn chưa về. Mấy đứa con lâu ngày không được gặp cha thì nhớ, suốt ngày léo nhéo mà hỏi mẹ. Nhưng chị chẳng thể nào khác ngoài một câu: "Cha con đang bận đi buôn." Tối hôm đó, mấy mẹ con chị nhàn đang ngủ, bỗng nghe thấy tiếng cậy cửa. Tưởng là trộm cắp, chị liền xón xén ngồi dậy, cầm sẵn cây gậy thường để trên đầu giường, mòn men đi tới chỗ giường cái đen. Chị khẽ gọi: "Đen, dậy đi con, có trộm đấy, dậy đi con." Cái đen nghe vậy tỉnh cả ngủ, tên trộm vẫn cố gắng cậy cửa. Chị nhàn nhìn qua khe hở thì thấy có một tên. Vậy là chị cùng cái đen mở cửa nhà bếp đi vòng ra sau lưng, rồi bụp, bụp, bụp. Mẹ con chị cứ đánh tới tấp vào kẻ định đột nhập. Bị đánh bất ngờ, tên đó chỉ biết ôm đầu, miệng lại mấp máy: "Ớ đừng đánh, đừng đánh nữa, là tôi đây mà, là tôi đây mà." Nghe thấy giọng nói quen thuộc, chị nhàn mới sờn tay. Lúc này trong bóng tối mờ mờ, chị nhìn ra được người đang đứng trước mặt, người chị cho là kẻ trộm. Chính là anh tứ, chồng của mình. Cái đèn cũng nhận ra cha, nó vội vào trong nhà mở cửa, thắp đèn dầu lên cho sáng, phụ mẹ đỡ cha nó vào trong nhà. Chị nhàn thấy chồng thì vui mừng lắm, nhưng sợ chị mới nhìn rõ, người chồng mà chị hơn nửa năm nay chưa gặp, có nhiều đổi thay. Chồng anh có vẻ ốm hơn, tóc tai thì để dài lõa xõa, chứ chẳng gọn gàng như hồi trước. Chị nhàn lo lắng mà hỏi: "Mình à, có chuyện gì hả mình? Sao bây giờ mình mới về? Mà sao người ngậm mình lại thành ra như thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thấy vợ hỏi tới tấp, anh tớ chẳng biết trả lời câu nào trước, câu nào sau. Thấy chồng thẫn thờ ra một lúc chẳng lên tiếng, chị trong người nôn nao lo lắng. Chị cầm lấy đôi tay gầy gò của chồng hỏi tiếp: "Mình à, mình nói gì đi mình ơi, chuyện gì đã xảy ra với mình vậy?" Anh tớ châm một điếu thuốc đưa lên miệng mà hút, rít một hơi thật sâu, sau đó nhả ra một làn khói trắng. Anh lắc đầu nhìn vợ: "Không có gì đâu,
Làm ăn thua lỗ nên giờ mới mò về thôi. Muộn rồi, tôi muốn đi nghỉ ngơi. Hút xong điếu thuốc, anh liền rồi cho nó tàn đi, rồi cứ như vậy đi thẳng vào trong buồng. Chị Nhàn mặc dù lo lắng, nhưng thấy chồng có vẻ mệt mỏi, cũng không muốn cặn hỏi thêm. Sáng hôm đó, chị dậy sớm, bắt lấy một con gà để làm thịt, hầm cháo nấu cho cả nhà. Nhẽ ra đám con sâu, con nhì, thứ tam, út, thấy cha nó về, nó phải mừng lắm. Nhưng chúng nó như cảm nhận được sự thay đổi trên gương mặt của cha mẹ nó, cũng im bặt. Chúng nó lại đang sợ quá khứ lặp lại đây, rồi đây cha nó sẽ lao đầu vợ xỉu, lại đánh đập mẹ con nó. Nghĩ lại cạnh đó, đứa nào đứa nấy đều run rẩy mặt sợ hãi. Một tháng trời anh Tứ chẳng đi đâu, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, đến giờ ăn mới lò mặt ra. Nhiều lần chị Nhàn hỏi lý do vì sao anh không đi buôn nữa, trong khi những người khác đã lên phố huyện, anh vẫn nằm lì ở nhà. Nhưng đáp lại chị là cái trừng mắt lạnh lùng. Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian, có được không? Buổi trưa ngày hôm đó, cả nhà đang ăn cơm, từ đâu ba bốn người mặt mày hung tợn đi vào. Anh Tớ thấy loáng thoáng ngoài sân thì buông đũa, anh lại dặn dò. Này, bọn chúng có hỏi, nói là không biết, tôi không về nhà, nhớ chưa? Chị Nhàn chưa nói xong câu, anh Tứ đã vọt đi mất. Một tên mắt lé đập mạnh cây gậy xuống nền sân, nó lại hét toáng lên. Thằng Tứ đâu? Mau ra đây! Mày nghĩ mày trốn được tụi này chắc? Chị Nhàn mà dù chưa hiểu chuyện gì, thấy bọn chúng có vẻ căng thẳng nên cũng hơi lo lắng. Chị vội buông đôi đũa chạy ra sân, nhỏ giọng hỏi. Có chuyện gì vậy mấy chú? Kêu thằng chồng mày ra đây. Chồng tôi không có nhà, mấy người sao lại đến đây làm loạn? Mời các người đi cho. Còn cháu Mượn nãy giờ thấy người lạ sủa lên inh ỏi. Thằng Mập tức máu dùng cây gậy trong tay đánh mạnh vào đầu con chó Mực, khiến nó la lên ăng ẳng vài phát rồi im bặt. Máu mũi bắt đầu chảy ra sầm sầm. Nó đau đớn nằm vật ra đấy. Đám con Tam thấy vậy khóc xé cả lên. Thằng Mập lại quát. Im mồm! Tụi mày mà nhốn nháo, tao chém chết mẹ ra đấy! Thằng Tứ, mày ra đây! Ban nãy tao còn thấy mày ngồi xơi cơm gà. Có gan mượn thì có gan chịu chứ. Đừng có hèn hạ như con rùa rụt cổ như thế. Chị Nhàn nghe đến vầy nở lại hỏi lại. Khoan đã, anh vừa nói cái gì chứ? Cái gì mà mượn nợ? Chồng tôi đã vay các người bao nhiêu? Chà, mày chưa biết gì sao? 6 tháng trước, nó mượn tiền tụi này, đâm đầu vào mấy trò đỏ đen trên huyện. Thắng đâu không thấy, giờ chỉ thấy mối nợ tiền. Tao nói lại một lần nữa, mày mà không ra đây, không trả xong nợ, tao chém chết cả nhà nhà mày đấy. Tao cho mày thêm 3 ngày, rõ chưa? Nói xong đám tụi nó liền kéo nhau mà đi. Thản lẽ còn không quên kéo theo con Mở rời đi. Chị Nhàn đợi cho đám người đó đi khuất mới chạy nhanh vào trong nhà. Anh Tứ, anh mau ra đây, ra ngay đây cho tôi. Anh Tứ biết đám người đó đã rời đi, lại vò đầu bứt tai mà đi ra. Anh nói thẳng với vợ. Tôi làm ăn thua lỗ nên vay tiền chúng nó. Tôi chơi bài cũng là kiếm thêm tiền, nhưng mà đời đen, mất trắng, không còn tiền để trả nợ. Trời ơi là trời, sao lại ra cái nông nỗi này cơ chứ? Sau hôm đó trở đi, không khí nhà anh Tứ lại căng thẳng ngột ngạt. Chị Nhàn chạy vạy khắp nơi cũng không ai cho mượn. Duy chỉ có nhà lão Lâm đồng ý cho chị vay mượn, nhưng lại đưa ra một điều kiện. Mà điều kiện lão đưa ra thì một người mẹ như chị đúng là không cam tâm. Vợ chồng lão Lâm Thèo tuy giàu có đấy, nhưng mấy chục năm rồi chẳng có nổi lên một mụn con. Hôm đó lão đang ăn cơm, thấy thấp thoáng người đàn bà nào đứng ngoài ngõ lại khó chịu, lão liền gọi bà Tú cho mời vào trong. Bà Tú nhìn qua biết ngay đó là chị Nhàn. Sau khi nghe chị Nhàn bày tỏ sở tình, lão gật gù, vút lôi vút tới mấy cọng sâu dưới cằm rồi bảo. Mượn á? Mượn thì cũng được thôi, nhưng với một điều kiện.
Dạ, điều kiện gì hả bác? Nghe nói nhà chị có con gái lớn, năm nay đã hơn 18 phải không? Nếu là những gia đình khác, nó đã gả đi từ lâu, mà nhà chị vẫn chưa chịu được mối nào là sao? Bác nói thế là sao à? Chị thấy đây, vợ chồng tôi cũng già đến nơi rồi, cần có con nối dõi. Mà cái đen nó cứ ở đây, tương lai đen tối y như cái tên của nó. Thế này nhá, giờ tôi nhận nó làm con nuôi. Tôi có quen mấy người trên huyện, con trai nhà gia giáo giàu có. Nếu mà trở thành con gái của lão Lâm Thẻo này, rất dễ mà gả đi. Lúc đó gia đình chị cũng được hưởng lây, lại không sợ con gái bị khổ. Chị thấy thế nào? Thật tâm, tôi cũng muốn con gái tìm được mối ngon mà gả, nhưng mà sợ con bé không đồng ý. Sau khi nghe lão Lâm thuyết phục, chị cũng xuôi xuôi. Lần đó lão còn đưa cho chị một ít tiền, cốt là muốn tạo lòng tin, đánh vào tâm lý đang cần tiền của chị. Tối hôm ấy, lúc nằm cạnh chồng, chị đã bàn chuyện với anh Tứ. Anh chắc chắn không phản đối, bởi lão Lâm tuy cộc cằn nhưng chưa làm hại ai bao giờ. Đã vậy bà Tú cũng rất thích mấy đứa con của anh. Vậy nên cái đen về đó cũng không lo. Và lại nhà anh cách nhà lão chỉ tầm 500 mét. Chị Nhàn cũng biết là vậy, nhưng để con đi chị thật không nỡ. Bỗng từ đâu con đen lên tiếng. Cha mẹ cứ để con đi đi, như vậy nhà mình sẽ trả hết nợ. Kìa đen, con thật sự... Bố mẹ không cần lo nữa, hãy để con làm con nhà ông Lâm. Dù sao, con cũng không muốn cha mẹ và các em chịu khổ. Dù không muốn, nhưng không thể nào làm gì khác. Vậy là ba hôm nữa, cái đen chính thức là con gái của lão Lâm Thèo. Chị Nhàn anh Tứ đâu có biết về lòng tin đặt lầm chỗ, dẫn đến những bi kịch sau này. Lão Lâm biết tin cái đen đồng ý điều kiện, phá lên mà cười. Riêng bà Tú Béo vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Bà đắn đo suy nghĩ về mười mấy năm nay lão chồng bà chỉ ở trong thôn, có lên huyện hay tiếp xúc với ai đâu mà lão lại dành mấy cái chuyện nhà ai có con trai như vậy. Nghĩ là vậy nhưng bà lại không dám hỏi. Hôm nay là ngày vợ chồng bà Tú nhận cái đen về nhà. Lão ta còn viết giấy điểm chỉ để cái đen không bỏ về giữa chừng. Mấy hôm trước lão Lâm còn căn dặn bà mua cho nó mấy bộ đồ mới, chuẩn bị giường chiếu chu toàn cho nó. Cái đèn cũng rụt rẻ lắm. Ngày bà Tú dẫn nó đi, chị Nhàn bỗng nhiên cảm thấy chua xót, bịn xỉn mãi mới chịu buông tay. Mấy đứa em thấy chị nó khóc cũng khóc không kém. Ông Lâm thấy vậy lại khó chịu. Trời ạ, buông ra cho nó đi đi, làm gì mà phải khóc lóc như thế. Tối hôm đó gia đình ông Lâm ăn một bữa thịnh soạn. Cái đèn cũng ái ngại nên chẳng dám ăn nhiều. Đột nhiên ăn thêm mấy miếng, nó lại lăn ra mà ngất. Bà Tú cũng ngất luôn sau đó. Trẻ có lão Lâm lại nhếch mép lên mà cười khoái trá. Lão vác cả cơ thể mảnh mai của đen lên giường. Lão chính là mua cái đen về để sinh con. Chuyện này bà Tú vợ lão không hề hay biết. Sau khi có được đen, ông ta cười đắc chí. Vậy là sau này lão sẽ có con, chết đi cũng đã có người nối dõi. Sáng hôm sau, cái đen thấy cả người nó đau nhức. Nó cảm nhận cánh tay ai đó đang để ngang bụng mình, nặng nề khó thở. Nó mở mắt tá hỏa, thấy cơ thể trần truồng, bên cạnh là lão Lâm. Nó định hét lên thì bị lão bịt miệng. Đúng lúc này bà Tú cũng kịp chạy vào. Nhìn thấy cảnh đó, bà tức máu, nhảy bổ lên người đen mà chửi. Trời, trời đất ơi, con quỷ kia, tao đem mày về đây nuôi, mày nỡ lòng nào cướp chồng của tao, đồ quỷ cái, hôm nay tao phải đánh chết mày. Lão Lâm thản nhiên mặc lại quần áo, sau đó mới kéo bà Tú ra tử tốn giải thích. Bà im đi, chuyện này một tay tôi sắp xếp đấy, tôi mua nó về để đẻ, nó đơn giản chỉ là đẻ thuê cho tôi và bà thôi. Bà nghĩ đi, nếu chúng ta chết đi, cái cơ ngơi này biết để cho ai? Mau đem nó nhốt lại trong nhà kho, ngày ngày cho nó ăn uống đầy đủ. Đến khi nó đẻ xong, cho nó về với nhà nó. Vậy là xong việc. Bà Tú sợ tức lắm, nhưng chồng đã nói như vậy, cũng không thể nào làm gì khác.
Còn cái đen, nó đã biết bản thân bị lừa thì đau khổ, nhục nhã. Giờ đây nó muốn cắn lưỡi, chết quách đi cho xong. Chưa nghĩ đến việc sinh con cho lão khốn đó, nó làm sao mà chịu. Nhưng lão sớm đoán ra ý định của nó, liền trói tay chân nó lại, nhét xẻ vào trong miệng để nó không la hết. Bà Tố thấy chồng rời đi, đánh cho nó mấy cái bạt tai. Khốn kiếp, tao thật không ngờ bị một đứa con danh vắt mũi chưa sạch như mày giật chồng đấy. Những tháng ngày sau này, tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Còn đèn nghe thấy lời hăm dọa thì xôn xẩy, miệng nó chỉ phát ra mấy tiếng ú ớ, trên mặt đã sàn sùa nước mắt. Trước đây bà thương nó bao nhiêu, bây giờ bà lại ghét nó bấy nhiêu. Đã 2 ngày trôi qua, nhà chị Nhàn dường như chìm trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Về nhớ cái đen, chẳng ai ăn uống được gì. Mỗi lần nhớ con, chị chỉ biết trách chồng thôi. Tại ông hết. Mệt quá đi thôi, đúng là tại tôi. Nhưng tôi cũng vì cái nhà này, chứ đâu phải mình tôi. Mà bà yên tâm đi, vợ chồng ông bà Tú không đối xử tệ với nó đâu. Chị Nhàn nhiều lần lén qua thăm con, nhưng lại không thấy đen đâu. Chị lo lắng hỏi ông Lâm. Bác Lâm ơi, mấy hôm nay em không thấy cái đen đâu. Nó đi đâu rồi hả bác? Ông Lâm lạnh nhạt mà trả lời. À, nó lên huyện thăm bà con với vợ tôi rồi. Chắc mai mốt mới về đấy. Nghe vậy chị Nhàn liền buồn bã rời đi. Chị đâu biết cái đen bị nhốt trong phòng kho. Nó nghe thấy tiếng của mẹ, muốn gọi mẹ nhưng không thể. Bà Tú nhận ra tất cả, liền trợn mắt mà cảnh cáo nó. Tao nói cho mày biết, nếu mày có ý định rời khỏi đây, cả nhà mày không sống yên đâu. Có trách thì trách cái thằng cha mày ấy. Mấy hôm sau chị Nhàn lại tiếp tục đến. Lần này chị còn mang thêm cả một con gà. Chị đứng thập thò đó mãi chứ chẳng dám vào. Vừa hay đúng lúc ông Lâm đi chơi về, ông ta thấy chị Nhàn lại khó chịu. Này chị kia, làm gì mà thập thò trước cửa nhà tôi thế? À bác Lâm à, em có con gà muốn sang biếu hai bác ăn lấy thảo, tiện thể thăm cái đen một tí. Lão ta nhếch miệng cười mỉa mai. Thôi, chị mang về mà nấu cho mấy đứa con của chị đi. Cái đen ở đây chẳng thiếu thứ gì, nghèo mà còn bày đặt. Dạ là tôi biết, thế bác cho tôi vào thăm cái đen cũng được à? Gặp cái gì chứ? Cái đen giờ đã là con gái của tôi. Chính anh chị đã điểm chị bán con rồi còn gì. Mà giờ tôi có đồng ý cũng không gặp được đâu. Hôm trước tôi gả nó lên trên huyện rồi. Chị về đi, đừng có đến đây mà làm phiền tôi nữa. Chị Nhàn nghe vậy hốt hoảng. Ôi, sao gấp thế hả bác? Mà đi lúc nào sao không ai hay? Gia đình đó có tốt lành gì không bác? Tôi lo. À à, cái chị này buồn cười thế nhỉ? Con tôi thì tôi lo, chị bao đồng vừa thôi. Không tốt là không tốt thế nào? Nói xong lão liền quay người mà bỏ đi. Để cho chị Nhàn tin hơn, lão đã thuê một vài người đàn ông thường lên huyện đồn tin rằng đã nhìn thấy cái đen ở nhà cao cửa rộng, có người hầu hạ, càng ngày càng xinh. Chị Nhàn tuy cũng vui đấy, nhưng trong lòng lại chẳng yên. Thời gian cứ thế mà trôi đi, cuối cùng cái đen cũng mang thai. Khi biết tin này, lão Lâm cười sung sướng, suốt ngày hát hò không thôi. Bà Tú thì tức lắm, bởi từ khi cái đen có thai, lão hầu như chăm lo cho nó, còn bà thì bị ghẻ lạnh, có khi lão còn quát tháo mắng chửi bà. Đàn bà mà vô tích sự, mỗi cái việc đẻ con cũng không xong. Ông nói cái gì thế? Ai vô tích sự? Ngày xưa cũng nhờ có tôi, ông mới thoát khỏi đám du côn kia. Giờ ông có con rồi, mới sợ sầm xem thường tôi có phải không? Im mồm đi. Có cái quá khứ hào nhoáng đó, cứ nhai đi nhai lại, bà không thấy chán hả? Gia đình bà nếu không có tôi đứng ra cai quản, đâu có được như ngày hôm nay. Chẳng phải trước đó, cha mẹ bà coi thường tôi lắm sao? Tôi không muốn tranh cãi với ông, nhưng mà tôi nói cho ông biết nhé. Sau này khi cái đen sinh xong, nếu mà ông không đuổi nó đi, đừng có trách tôi. Đồ đàn bà ngu si, ích kỷ. Nếu mà bà dám sờ trò,
người ra khỏi nhà chính là bà đấy. Nghe những lời này của chồng, bà Tú càng căm ghét cái đen hơn. Mặc dù nó chẳng làm gì sai, cái sai chính là cha mẹ đến nhà bà vay tiền. Chồng bà từ trước có bao giờ nói ra mấy lời tàn nhẫn đó đâu. Vậy mà từ hôm đó trở đi, lão đã đổi tính hẳn, hình như không để bà vào trong mắt. Động đầu chửi đấy, chứ không nhẹ nhàng như lúc ở bên cạnh cái đen. Nói xong, lão liền bỏ xuống nhà kho, kiểm tra tình hình của đen. Nhìn thấy lão, nó đã muốn ôn ẹ. Lão Lâm ngồi thấp xuống, vuốt ve hai gò má của nó rồi dặn dò. Ngoan, ngoan đi rồi cái gì cũng có. Gắng thêm vài tháng nữa thôi, mày sẽ được tự do. Đến bây giờ, cái đen đã mang thai đến tháng thứ năm. Không chịu được đả kích từ chồng, bà Tú vẫn thường ngày mang cơm vào cho đen. Mỗi ngày còn đặc biệt xác cho nó một bát thuốc bổ. Nhưng hôm nay thì khác. Bao nhiêu đó là quá đủ với bà rồi. Bà không cam tâm để đen sinh ra đứa bé. Ai biết được khi có con rồi, lão có lật lòng với bà hay không? Có lẽ người phải rời khỏi đây chính là bà mới đúng. Thế là bà ta lén bỏ thuốc phá thai vào trong bát thuốc của đen. Nó bị ép uống thuốc thì khó chịu, cọ quậy mãi mới chịu nuốt xuống. Mỗi lần nó hét lên lại bị ăn một cái tát như trời sáng của bà Tú. Khi nước thuốc từ cổ họng đi xuống dạ dày, đen cảm nhận bụng nó nóng ran, sôi lên từng cơn, cảm giác đau buốt chảy khắp cơ thể. Dường như đứa bé trong bụng thấy khó chịu nên quấy đạp dữ dội. Nó đau, đau lắm. Bà Tú đứng đó đưa mắt nhìn mẹ con nó quằn quại trong đau đớn lại bật cười. Cái đen nó cảm nhận bên dưới ươn ướt, mùi máu tanh đồng bốc lên. Nó gào khóc cầu xin bà Tú cứu lấy nó. Đau quá, đau quá bà ơi, bà đúng là ác độc. Bà Tú hất hàm, ném thẳng cái bát vẫn còn vương một chút thuốc lên đầu nó. Bà ta lại gằn giọng. Chết đi, mẹ con mày không đáng sống. Sau này gia đình bà phải nhận quả báo. Sắp chết đến nơi rồi, vẫn còn xà mồm. Mày nghĩ một đứa con xanh như mày có thể làm chỗ tao được sao? Đèn đau đớn, cả người nó bị bà Tú trói chặt. Giờ đây nó nằm trên sàn, trườn qua trườn lại, như con rắn bị đánh dập đầu. Phía bên dưới, máu vẫn tuôn ra tanh tưởi. Nó khóc thét lên. Mẹ ơi, cứu con đau quá. Bà Tú chống nạnh, cười lên trong sung sướng. Đúng, kêu đi, kêu nữa lên, van xin tao đi, cầu xin tao đi. Về quá đau, nó đã chết trong tức tưởi. Đen chết rồi, hai mắt nó vẫn mở trừng trừng, nhìn về phía bà Tú đầy phẫn nộ. Trước khi rời đi, bà Tú còn cày miệng nó ra, dùng dao cắt phăng lưỡi của nó, xong xuôi khép cửa cẩn thận. Đến tối, lão Lâm thường có thói quen đi vòng ra nhà kho, kiểm tra tình hình của đen. Nhưng hôm nay tâm trạng lão thật là lạ, cả người thấp thỏm không yên. Bước chân của lão càng lúc càng nặng nề. Lúc sắp bước đến trước cửa nhà kho, tim lão đập lên loạn nhịp. Lo có chuyện không hay, lão liền đẩy cửa bước vào trong, thắp đèn dầu cho thật sáng. Đập vào mắt lão là hình ảnh đen đang nằm trên vũng máu, hai mắt mở ra trừng trừng. Lão run rẩy ngã quỵ xuống, hệ thống thần kinh như căng cứng. Lão Lâm điên loạn mà lắc đầu. Không, không, không phải như thế. Con tôi đâu? Bà Tú đâu rồi? Bà Tú bình thản vô cùng, bà ta hất mặt mà hỏi. Chuyện gì mà ông gọi tôi như cháy nhà thế? Con đen nó bị làm sao đây? Còn sao nữa, nó chết rồi. Tại sao lại chết? Có phải bà đã ra tay với nó không? Phải thì sao? Ông đau đớn lắm chứ gì? Bốp một phát, bà Tú vừa dứt câu liền bị ăn ngay một cái tát như trời sáng. Tay ông Lâm run run chỉ vào trong mặt của bà. Bà đúng là mất nhân tính. Phải, tôi mất nhân tính đấy. Chính ông là người biến tôi thành kẻ mất nhân tính như thế đấy. Ông đau đớn khi con ông mất. Vậy còn tôi? Còn tôi thì sao? Sao là sao chứ? Bà có gì thì nói toẹt ra đi.
Về để tôi nhắc lại cho ông nhớ nhé. Trước đây chẳng phải tôi đã từng mang thai sao? Là ông cặp kè với người phụ nữ khác. À, là con rắn độc. Âm mưu có được ông cùng tài sản gia đình của tôi. Bà ta đã cho người lái xe ngựa tông trong lúc tôi đi chợ. Lúc đó ông ở đâu? Ông chính là ở bên người đàn bà đấy. Còn tôi đau đớn vì mất con, đau lòng vì bị phản bội. Bà nói cái gì tôi không hiểu. Là ông không hiểu hay là cố tình không hiểu? Bà Tố ngửa mặt lên trời, hít một hơi cho thật sâu, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Lý Thị Hoa, người đàn bà ông thầm thương trộm nhớ, người đàn bà ông muốn rước về làm vợ. Nhưng vì trời xui đất khiến nên ông xa cơ, bị đám du côn truy đuổi đòi nợ. Lúc tôi phát hiện ra, ông đã bất tỉnh nhân sự ngay trước cửa nhà. Phía mắt trái máu chảy ra sòng sòng. Tôi cứ vậy mà kêu mang ông, rồi chẳng biết đem lòng yêu ông từ khi nào. Vậy mà ông xem thường tình cảm của tôi. Ông đến với tôi chỉ vì cơ ngơi của bố mẹ tôi thôi. Đến khi ông có tất cả, lại lén lút qua lại với con đàn bà kia. Cũng chính bà ta đã hại chết con của ông, khiến cho vợ ông mãi mãi không thể mang thai. Hay là do tôi ngu ngốc, đem lòng thương, nên bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm mà ông gây ra. Có khi nào ông thấy có lỗi với tôi không hả ông Lâm? Ông nói đi. Lão Lâm về quá sốc, cả người cứng đơ, không nhúc nhích được gì, miệng lại méo mó. Những chuyện này ông đâu hề hay biết. Nhắc đến cái tên Lý Tỷ Hoa, lòng ông chợt đau nhói, vừa đau vừa hận. Người đó đúng là ông đã từng yêu thương, tưởng thể non hẹn biển. Lúc ông Lâm định mang bà Hoa về nhà làm lễ, tình cờ phát hiện ra chuyện đồng trời. Trước đây gia đình ông cũng rất giàu có, buôn bán lúc nào cũng đắt khách. Rồi ông đem lòng yêu người đàn bà phú thị. Bà Hoa đúng là có nhan sắc, cái nhan sắc mê đắm lòng người. Sau một thời gian qua lại thì cũng là lúc tính đến chuyện hôn sự. Nhưng ông trời thật là biết trêu đùa. Tên năm người ông Lâm cho là thân thiết nhất, thực chất là một kẻ lừa đảo. Vào một ngày đẹp trời, hắn đã chuốc cho lão say, rồi bắt lão điểm chỉ, bán nhà, cả cửa hàng vải mà trông lão xưa nay đã gây dựng. Lúc lão tỉnh dậy, sự việc đã rồi, một kẻ trắng tay nói ai nghe. Hắn có được tài sản của lão Lâm, nhưng vẫn chưa chịu buông tha. Khi lão cố gắng kiện cáo, năm đã hối hận vì ngày hôm đó không giết chết lão để trừ họa về sau. Thế là hắn cho người truy đuổi để giết Lâm, nhưng mọi chuyện lại không thành, khiến cho lão trốn chui trốn lũi. Ngay cả bà Hoa, lão cũng chẳng thể nào gặp. Cho đến một ngày, lão được bà Tú kêu mang, chấp nhận cưới bà Tú. Và rồi khi ông Lâm có được tài sản của gia đình bà Tú, thì Hoa một lần nữa lại xuất hiện. À, khóc sướt mướt khi gặp lại người thương, sau đó kể lể những khó khăn bản thân đã trải qua cho lão nghe. Ông ta dĩ nhiên là tin. Rồi đến lúc ông Lâm muốn đưa Hoa về để làm lễ, toàn bộ sự thật mới được phơi bày. Chính ngả Hoa và tên Năm đã cấu kết lừa lão hết lần này đến lần khác. Lão đau đớn nhận ra bản thân là con rối của Hoa. Nhận ra kế hoạch bị bại lộ, Hoa và Năm đã vội cao chạy xa bay. Từ đó lão Lâm thôi không còn nhớ tới người đàn bà mưu mô đó nữa. Lão cũng không hề hay biết chuyện bà Tú sảy thai là do Hoa lên kế hoạch. Giờ đây lão mới thấy có lỗi với bà Tú. Lão nhìn bà rồi mấp máy môi. Tôi xin lỗi bà. Nói xong câu đó, lão ta đột nhiên lên cơn kinh phong, cả người co giật sùi cả bọt mép. Lúc này bà Tú hay tin thì hoảng hốt. Bà ta dù trước đây rất giận lão, nhưng thấy chồng lên cơn thì lo lắng, vội đỡ lão vào trong nhà, cạo gió xoa bóp. Nhưng mọi sự vô ích, lão về lên cơn đã qua đời ngay sau đấy. Bà ta cũng đau buồn trước sự ra đi của chồng, nhưng giờ chưa phải lúc để bà ta than khóc. Bà Tố nhanh chóng xử lý xác của Đen. Đợi đến đêm xuống, bà ta bỏ xác nó vào trong bao, kéo ra phía sau vườn, ném xuống cái hố ban chiều đã đào sẵn, rồi lấp đất lại. Xong xuôi đâu đấy, bà ta cũng đã thấm mệt. Có lẽ đêm hôm đó,
chính là đêm bà Tố được ngủ ngon nhất. Sáng hôm sau, bà ta khóc lóc nằm bên cái xác của chồng. Người trong thôn thấy vậy thì tội nghiệp. Rồi mọi người không ai bảo ai, mỗi người một tay để lo liệu đám tang cho ông Lâm một cách chu toàn nhất. Vợ chồng chị Nhàn hay tin thì tất bật đến phủ. Chị cũng muốn gặp mặt cái đen xem nó như thế nào. Nhưng vừa gặp chị Nhàn, bà Tú đã chạy lại mà quát mắng: "Quân ăn cướp, thất đức." Chị Nhàn thản thốt, khó hiểu nhìn bà Tú: "Chị ơi, chị bình tĩnh. Tôi biết chị đang rất đau lòng, nhưng tôi có làm gì đâu mà chị bảo tôi là quân ăn cướp." "Thưa bà con, gia đình chị Nhàn nợ tiền chồng tôi, về không có khả năng để trả nên mới bán cái đen cho nhà tôi. Tôi và ông Lâm thương nó như con ruột, vậy mà nó lấy được chồng đại gia thì ngoảnh mặt. Cha nó chết cũng không thèm về chiều tang. Tôi nhờ gọi nó về thì bị nó đánh đập xua đuổi. Nó còn nói từ nay nó và gia đình tôi không có quan hệ gì hết. Tôi hỏi mọi người xem đó có phải loại ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván hay không." Chị Nhàn thật sự không tin con gái mình là người như vậy. Chị nuôi nó từ bé đến lớn, chẳng nhẽ lại không hiểu tính của nó. Mọi người xung quanh bắt đầu rẻ biểu, mắng chửi chị là kẻ vô ơn. Chị không thể nán lại lâu, liền quay người trở về nhà. Anh Tứ biết chuyện cũng buồn không kém, nhưng anh chị biết tìm con ở đâu bây giờ. Hai hôm sau, đám tang ông Lâm đã xong xuôi. Đêm đó chị Nhàn đang ngủ thì nghe thấy tiếng khóc ỉ on ai oán. Nó giống hệt với tiếng của cái đen. Chị vội vén mùng xỏ dép chạy ra xem, lại chẳng thấy ai. Bỗng trong bóng tối, chị nhìn thấy bóng dáng thanh mảnh của ai đấy. Chị vô thức đi theo. Cái bóng đó đi rất nhanh, chị Nhàn sợ mất dấu nên cũng tăng tốc. Cứ vậy cái bóng chạy lại phía sau vườn nhà bà Tú thì mất dạng. Chị Nhàn đứng trơ trọi ở đấy. Bỗng một bàn tay to lớn đặt lên vai khiến cho chị giật mình. Bà Tố lại trợn mắt: "Con kia, đêm hôm mày làm gì mà sang nhà tao vậy hả?" Nghe bà Tố hỏi, chị cũng chẳng biết vì sao bản thân lại đến đây. Chị chỉ biết ban nãy thấy bóng dáng ai đó rồi cứ thế mà đi theo. Chị trả lời ấp úng: Tôi bị mộng du thôi. Mà chị Tú này, bữa giờ cái đen có về thăm nhà không hả chị?" Bà Tố đột nhiên lạnh sống lưng, nhưng vẫn bình tĩnh mà đáp: "Có, hôm qua vợ chồng nó mới về thăm nhà, mà gấp quá nên không sang thăm cô chú cho được. Mà thôi, trời sắp sáng rồi, tôi cần ngủ thêm, mời cô đi về cho." Nói xong bà ta liền ngoe nguẩy đi vào, bỏ mặt chị Nhàn đứng ngẩn ở đấy. Dạo gần đây chị Nhàn thấy bất an trong lòng lắm, nhiều lần ngỏ ý với chồng sang nhà bà Tú xin địa chỉ nhà chồng con gái, nhưng đều bị anh Tứ gạt phăng. Chị nhớ con, lo cho con, nhưng lại không biết làm sao. Cơ thể chị cũng vì như vậy mà gầy đi. Mấy đêm liên tiếp chị đều nghe thấy tiếng khóc ai oán, rồi lại vô thức bước đi trong bóng tối. Nhưng nơi chị dừng lại chính là vườn nhà bà Tú. Sợ bị bại lộ, bà Tú phải cho người rào cái vườn lại. Vào một đêm mưa gió, chị Nhàn đang ngủ, nghe thấy tiếng khóc lớn. Đây chắc chắn là tiếng của cái đen. Chị vội bật dậy, mở cửa nhìn ra, thấy nó đang đứng ở ngoài cổng. Gọi mãi mà nó chẳng chịu vào. Nhưng sao cái dáng người nó mỏng mảnh, mờ mờ ảo ảo, chứ chẳng rõ ràng. Nó cứ đứng ở bên ngoài khóc, miệng mấp máy nói ra mấy từ khó khăn: "Mẹ, mẹ ơi, con đau, đau lắm." Chị Nhàn chạy ảo ra ôm lấy con đen, thì cứ lui lại phía xa rồi đi khuất. Chị còn thấy rõ bộ quần áo nó mặc trên người vẫn còn bê bết máu. Chị lo lắng hét lên: "Đen, đen ơi, quay lại đây con ơi." Anh Tứ nghe thấy tiếng hét của vợ giật mình tỉnh dậy. Chị Nhàn vừa khóc bắt đầu kể mọi sự tình cho chồng nghe. "Mình ơi, tôi có linh cảm không hay. Có khi nào cái đen nhà mình gặp chuyện gì rồi không hả mình ơi?" Anh Tứ cũng là cha nó,
Mấy hôm nay anh đều lặp đi lặp lại giấc mơ về cái đen. Nó cứ đứng ở ngoài cửa mà khóc, gọi thế nào cũng không thưa. Sợ vợ lo lắng nên anh không dám nói. Nào ngờ chị Nhàn cũng mơ giống hệt anh. Lúc này bà Tú đang ngủ thì cảm nhận từng đợt gió lạnh thổi thốc vào trong người, dù đắp chăn bông nhưng vẫn không khỏi lạnh. Bà ta vội ngồi dậy đóng lại cái cửa sổ, nhưng khi bà ta vừa với tay khép, bàn tay lạnh ngắt đã nắm chặt lấy. Bà Tú sợ hãi hét lên một tiếng. Rồi trước mặt bà ta từ từ hiện lên một khuôn mặt méo mó, thịt máu lại nhầy nhụa. Bà ta nhìn qua liền đoán ngay là cái đen. Muốn vùng vẫy la hét cũng không tài nào mà cử động. Hai mắt bà Tú dán chặt vào thân ảnh quái dị trước mắt. Từ phía ổ bụng của đen, một bàn tay xương sầu đang từ từ xé toạc bụng để chui ra. Sau đó nó nhảy bổ lên người của bà Tú. Bà ta cảm nhận được trên lưng nặng trịch như đeo vật nặng. Đứa bé đỏ hòn ngồi trên lưng bà ta cười lên khanh khách. Còn về cái đen, nó nắm chặt lấy cánh tay to béo kia, dùng hết sức mà bóp, đến khi xương tay bà ta như bị nghiền nát, lại cười lên khủng khục. Giờ đây bà Tú có hét cũng chẳng có ai nghe. Cái đen vươn tay nắm lấy đầu bà Tú nhét qua khe cửa sổ, khiến hô hấp bà ta càng ngày càng khó khăn. Lúc này sét trên trời đánh xuống, gây ra tiếng nổ lớn. Bà Tú giật mình tỉnh giấc, trên mặt đã lấm tấm mồ hôi hột. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Vậy nhưng giấc mơ đó quá kinh hãi, giờ muốn ngủ lại cũng không thể ngủ. Bà ta tự trấn an bản thân, chuyện ma quỷ không có ở trên đời. Vẫn chưa yên tâm, bà liền đến bên cạnh giường ông Lâm nằm cho đỡ sợ. Ba bốn ngày liên tiếp, đêm nào bà Tú cũng mơ thấy cái đen về tìm bà trả thù. Nó muốn bắt bà đi theo. Đồ độc ác, bà phải đi theo tôi, trả mạng cho mẹ con tôi. Sợ không giữ nổi mạng, bà Tú liền tìm đến tay thầy pháp nổi tiếng trừ ma diệt quỷ. Nhưng vừa bước vào nhà đã bị ông ta hất nước vào trong người. Đi, đi về đi. Ở đây không nghênh đón những người độc ác như bà. Tôi chẳng giúp được gì cho bà đâu. Nghiệp là do bà gây ra. Mẹ con họ đang đợi bà ngoài cửa kia kìa. Bà Tố run rẩy theo từng lời nói của thầy, bà ta lại van xin. Con xin thầy, con lạy thầy, thầy làm ơn làm phước giúp con với. Bao nhiêu tiền con cũng chịu. Tôi đã nói rồi, tôi không thể giúp được gì cho bà hết. Nói xong thầy Bình vội quay người đi. Bà Tố giờ cũng chẳng dám về, bởi bà sợ mẹ con cái đen bắt mạng. Bà cứ quỳ ở đó hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ thầy. Sau một canh giờ trôi qua, thầy Bình đành cắn răng đưa cho bà ta một chuỗi hạt tràng và dặn dò. Bà đeo cái này vào trong người, làm gì cũng không được tháo ra. Nếu không, tôi không biết chuyện gì xảy ra với bà đâu. Bà ta vâng dạ rối rít, đặt tiền vào tay thầy Bình, nhưng thầy nhất quyết mà không nhận. Tranh thủ lúc trời vẫn còn nắng, bà mau chóng về nhanh, kẻo mà gặp tai họa. Một khi mặt trời đã lặn thì cũng là lúc những vong linh ma quỷ sẽ dần dần xuất hiện, càng lúc càng mạnh mẽ. Bà Tú nghe vậy không dám nán lại lâu. Đêm hôm đó quả đúng là bà Tú ngủ rất ngon giấc, không còn bị vong hồn mẹ con đen theo ám nữa. Bà Tú mấy hôm nay ngủ ngon giấc nên tinh thần cũng thoải mái hơn. Bà ta có thói quen đi dạo khắp xóm để nói chuyện phiếm. Hôm nay bà Huệ lại bồng đứa cháu nội 3 tuổi ra ngồi nơi gốc đa để tám chuyện. Bà Tố thấy trẻ con thì thích lắm, bà ta đưa tay bế thằng bé lên. Về có mải mê nói chuyện nên thằng bé vô tư cởi chiếc vòng trên tay bà ta lúc nào chẳng hay. Ngồi thêm một lúc, bà Huệ bế cháu về ngủ. Bà Tố cũng đứng dậy phẩy đít mà ra về. Tối hôm đó bà Tố vừa tắm xong nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếng gõ mỗi lúc mỗi dồn dập, bà ta tức tối đi ra xem là ai. Đợi một tí, làm cái gì mà đập cửa ghê vậy không biết. Bà ta vừa búi lại cái tóc, vừa đi ra mở cửa. Đứng trước mặt bà ta là hình ảnh một người phụ nữ đang ôm bụng bầu, đầu đội nón sách, áo quần thì tả tơi,
mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc. Người đó đưa tay ra phía trước, tỏ ý xin ăn. Bà Tố lại khó chịu. Đi đi, ở đây không có gì đâu mà xin, hôi quá, mau đi đi. Bà Tố vừa chuẩn bị đóng cửa lại, người đàn bà đó đã giữ lại. Sau đó đặt lên tay bà Tố một vật gì đó vừa mềm lại vừa nhớt. Đến khi bà ta nhìn lại, thấy đó là một cái lưỡi vẫn còn dính máu. Nó nằm trên tay bà ta uốn éo. Bà Tố sợ hãi hét lên, sau đó ném thẳng cái lưỡi về phía người đàn bà nọ. Mà đó chính xác là vong hồn của cái đen. Bà Tố khép cửa nhảy phốc lên trên giường, cả người bà ta run lên bần bật. Giờ đây bà ta mới nhận ra hạt chuỗi trên tay đã không còn nữa. Cánh cửa sổ nơi căn buồng bà ta nằm đột nhiên bật mở. Cái đen vươn đôi tay dài thườn thượt chui qua song cửa, túm lấy cái đầu của bà Tú, ép đầu bà ta qua song cửa chật hẹp. Bà ta khóc lóc van xin nó nhưng vô ích. Đây chính là cái kết cục bà ta phải nhận được, một cái chết không thể đau đớn hơn. Đầu bà Tú bị ép đến nỗi méo mó, hai tròng mắt không chịu được rơi tuột ra bên ngoài. Bà ta hét lên một tiếng kinh hãi rồi tắt thở. Còn mẹ con cái đen trả đợt thù, lại cười lên khanh khách, sau đó tan biến vào hư không. Vợ chồng anh Tứ liên tiếp nằm mơ thấy con gái trong hình hài quái dị, khóc lóc thì lo lắng. Sáng hôm sau, vợ chồng anh Tứ vội sang nhà bà Tú để hỏi chuyện cho ra nhẽ. Đúng lúc gặp bà Huệ nét mặt thất thần đi ra, anh Tứ vội hỏi: "Ơ bác Huệ, bác đi đâu mà gấp thế?" Bà Huệ run rẩy chỉ tay vào phía nhà của bà Tú. Bà Tú chết rồi. Sáng nay bà Huệ vội sang nhà bà Tú trả lại hạt chuỗi, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng quá đỗi kinh hãi. Đầu bà ta vắt qua song cửa, còn cơ thể béo ú thì quỳ trên giường. Bà Huệ tới gần thấy đầu bà ta đã bị biến dạng, hai mắt đã rớt ra bên ngoài, máu me chảy ra ướt hết cả mặt mũi. Bà Huệ khiếp quá, ba chân bốn cẳng chạy đi. Chị Nhàn và anh Tứ vội chạy nhanh vào trong xem, rồi cả thôn nghe tin lại kéo đến mà xem. Có người thấy cái xác của bà Tú lại rùng mình, không ai biết tại sao bà ta lại chui đầu vào trong đấy. Một vài người đi vòng ra phía sau tìm lại hai con mắt của bà ta thì phát hiện ra ổ đất vẫn còn mới ở song vườn. Họ liền đào lên xem, phát hiện ra cái xác đang trong quá trình phân hủy nặng của cái đen. Anh Tứ chị Nhàn ngất xỉu khi nhận xác con. Vợ chồng anh chị đến cuối đời vẫn không thôi dằn vặt khi đã đẩy con vào trong đường chết. Mãi mãi chẳng ai hay biết những chuyện xảy ra với đen và vợ chồng lão Lâm Thèo. Sau khi đem xác con gái về an táng, đêm hôm đó anh chị mơ thấy cái đen trong hình hài lành lặn, không còn máu me bê bết như những lần trước, nhưng cái bụng nó lại to hơn bình thường. Cái đen đã kể lại hết những gì nó đã trải qua, rồi cúi đầu tạ lỗi với cha mẹ, rồi từ từ tan biến vào trong khoảng không tăm tối. Cũng từ đó, anh Tứ chăm chỉ làm việc hơn, anh không muốn những đứa con của mình lại phải chịu khổ vì anh nữa. Cái chết của đen đã giúp cho anh tỉnh ngộ ra rất nhiều. Gia đình anh cũng từ đó chung sống hạnh phúc, nhưng trong lòng mỗi thành viên đều không ngừng nhớ tới cái đen. Đứa con gái hiếu thảo sống hết lòng về gia đình, bố mẹ. Quý vị khán thính giả thân mến, câu chuyện của chúng ta đã đi đến hồi kết. Nếu yêu thích câu chuyện, các bạn hãy để lại những dòng bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên theo dõi kênh để ekip chúng tôi được gửi đến nhiều câu chuyện hay hơn nữa tới quý thính giả và các bạn. Chúc các bạn buổi tối thật vui vẻ.